Thôi, chào Thỏ Tí Đô. Xin kính chào quý bà con cô bác. Hôm nay mình lại tiếp tục ra đây trong một trại thỏ để mà mình quay phim, để mình chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi cho bà con. Thì đây cũng là một trong những câu hỏi mà rất là khó của một bạn, nhưng mà tính ra là từ hồi xưa giờ mình chưa có làm cái nội dung này, cũng như là chưa có được ai hỏi đến cái câu hỏi này. Thì xin phép hôm nay mình dùng cái kiến thức của mình cũng như cái kinh nghiệm của mình từ xưa giờ mình nuôi thỏ, mình áp dụng như thế nào, thì hôm nay mình xin mạo muội được chia sẻ cho bà con. Thì mình nhận được một cái câu hỏi như thế này là: anh ơi, anh làm ơn cho em hỏi là làm sao mình nhận biết được một con thỏ nó bị bệnh đó. Thì quả thật thì câu hỏi này nó cũng không phải là khó, nhưng mà thật sự thì hồi xưa giờ toàn là hỏi là: anh ơi, thỏ nó bệnh này chữa làm sao, bệnh kia chữa làm sao, chứ ít có người hỏi là làm sao để phát hiện được một con thỏ nó bị bệnh. Thì hôm nay mình mạo muội mình xin được phép chia sẻ cho các bạn theo cái kinh nghiệm thực tiễn của mình trong trại của mình, mình làm như thế nào và mình nhìn nhận, mình phát hiện như làm sao, mình chia sẻ cho các bạn. Nếu mình có nói có gì sai thì cũng mong các bạn bỏ qua và chỉ dẫn lại cho mình. Thế các bạn đừng nói sai, rồi đừng có nói mình này kia, tại vì đây cũng là cái kiến thức thực tiễn của mình thôi. Còn một số anh em anh chị làm nghề đi trước, họ sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn, thì họ sẽ biết nhiều hơn mình. Thì mình biết như thế nào thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn như thế đó. Rồi, mình xin phép không nói dài dòng nữa mà mình sẽ vào cái nội dung chính luôn. Thì thứ nhất, để phát hiện được một con thỏ nó bị bệnh thì thật sự thì nó cũng không có gì mà phức tạp. Thì đầu tiên là các bạn, cái thứ nhất các bạn, cái kinh nghiệm là các bạn làm ơn là khi mà mình cho thỏ ăn á, chỉ có những lúc cho thỏ ăn thì các bạn mới có thể chú ý đến con thỏ thôi. Còn bình thường các bạn đâu có ra ngoài trại để mà các bạn theo dõi con thỏ mình chi. Thì thường là các bạn cho thỏ ăn thì các bạn làm ơn theo dõi con thỏ luôn cho mình. Thứ nhất, theo dõi cái vấn đề ăn uống của nó, xem coi nó hàng ngày nó ăn như thế này thế nào là mình nhớ hết mặt thỏ rồi, đúng không? Thì các bạn xem ngày hôm nay thỏ mình nó có ăn hết cái máng cám, cái cám trên cái máng hay không, và cỏ ở trên máng cỏ nó có ăn đều hay không. Đó là cái thứ nhất mình nhìn sơ lược qua nha. Cái thứ hai, mình nhìn sơ qua con thỏ coi tướng tá của nó và cái độ nhạy bén của nó có như bình thường hàng ngày hay không. Như là một con thỏ nó nhảy như vậy, nó chờm lúc mà ra cho nó ăn á, thì nó chờm lên nó đòi ăn, nó đói đó. Thì mình nhìn cái vấn đề phát triển của con thỏ, cái độ nhạy của con thỏ hàng ngày. Ví dụ như 5-10 con ở trong trại, các bạn ra cho nó ăn đâu, một mớ con đứng lên nháo nhào cho nó ăn, nhưng mà có 2-3 con nó nằm ở đó, thì mình nên chú ý về những con nằm như vậy. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa thì thật sự mà nói, khi mà một con thỏ nó bệnh á, thì sáng nó ăn vẫn bình thường, tự nhiên chiều nó bỏ ăn, thì mình phải để ý và mình tách riêng con thỏ ra liền nha. Còn mà nói chuyện mà nó bệnh gì á thì mình chưa có nắm được, bởi vì trước tiên là mình phải phát hiện nó bệnh trước đi cái đã. Đó, thì chỉ cần thấy một con thỏ nó chỉ cần bỏ ăn và trong máng nó còn thức ăn, vẫn ăn nhưng mà ít, vẫn còn thức ăn. Những con khác ăn hết, nhưng mà những con hôm nay ra cho nó ăn thì nó vẫn còn á, thì mình nên chú ý nó và mình làm dấu, mình để riêng đó, xong xuôi cứ đi cái ăn bình thường, sau quay lại tính con đó. Đó, kế tiếp là khi một con thỏ, cái bộ lông của con thỏ nó không còn đều, không còn đẹp như lúc bình thường nữa. Bình thường một con thỏ nó phát triển và sinh trưởng tốt á, ăn uống đều á, là bộ lông nó trắng mượt, hoặc là bộ lông nó màu gì không biết, nhưng mà nó mượt, nó đều. Còn một con thỏ mà sắp bệnh á,
thì các bạn ra các bạn nhìn cái bộ lông của nó là hầu như là nó xù và nó không còn lá bóng như là lúc bình thường nữa. Có con thì xù lông, có con thì cụp lỗ tai xuống, thì mình cũng nên để ý con đó và bắt riêng ra. Và cái kế tiếp, khi một con thỏ nó bệnh bất kỳ á, chuẩn bị bệnh bất kỳ như thế nào á, thì các bạn kinh nghiệm á, cái này là kinh nghiệm quý báu nha, thì các bạn sờ cái lỗ tai con thỏ. Thực tế mà nói á, con thỏ lỗ tai nó lúc nào cũng nóng, có hiểu không? Cái lỗ tai con thỏ lúc nào cũng nóng nha các bạn nha. Đó, cho nên thì cái nhiệt độ trong người của con thỏ, cái nhiệt độ trung bình của con thỏ là nó phải 38 độ trở lên, mà nếu mà ngon lành á thì nó tầm là lúc nào cũng 39 40 độ, đó là trong người con thỏ. Đó là nhiệt độ con thỏ luôn luôn là 38 đến 39 độ. Nhưng các bạn sờ cái tay con thỏ mà các bạn thấy quá nóng, vượt 38 39 độ, mà khả năng là 40 42 45 độ là con thỏ đó đã có bệnh. Và đồng thời các bạn sờ con thỏ cái lỗ tai của nó không còn nóng nữa mà quay ngược lạnh trở lại 25 độ trở xuống, con thỏ đó cũng bệnh luôn. Đó là cái kinh nghiệm để mình nhìn nhận một con thỏ nó chuẩn bị có bệnh đó. Thì mình xin nhắc lại thì nó cũng rất là đơn giản và dễ hiểu thôi. Một con thỏ chuẩn bị bệnh rồi á thì chắc chắn cái độ linh hoạt của nó không còn như lúc trước nữa, và thức ăn trong máng vẫn còn đó, và cái trạng người của nó thì nó xù lông hơn bình thường, nó không còn đẹp mã như bình thường nữa. Và cái cốt lõi thì các bạn làm ơn sờ cái lỗ tai của nó, nếu mà các bạn nghi ngờ con đó sợ nó bệnh á, để mình kịp thời cứu chữa, thì mình sờ lỗ tai của nó, cái nhiệt độ nó nóng quá 30 quá 40 độ trở lên thì nó cũng là khả năng nó bệnh, và nhiệt độ giảm xuống từ 25 độ trở xuống thì nó cũng bệnh đó. Thì bây giờ để mình đo thử cho các bạn coi thân nhiệt của con thỏ như thế nào, thì đây là đây là cái đồ đo nhiệt kế của con mình, nó sốt á. Thì bây giờ mình sẽ lấy mình đo thử cái thân nhiệt, bấm nút đo thử cái thân nhiệt của con thỏ trong lỗ tai của nó. Thì hiện tại bây giờ thì mình quay phim là bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều thì rất là mát, nhưng mà để mình đo thôi cái nhiệt độ của con thỏ trong người nó bao nhiêu nha. Bắt con thỏ là đây, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo con thỏ này. Thì thực tế ví dụ như là mình cái này rất là dễ, cái này mình bấm vô người mình nè, bấm vô tay này nha, thì nhiệt độ nó là 35 độ 5, thì ok, nhiệt độ người mình 38 độ lên là sốt đúng không, 35 độ 5 thì ok quá, đâu có bị gì đâu. Làm lại này, bấm vô này, bây giờ nó hiện lên 35 độ 7 thì nói chung cũng ổn, không bị sốt. Bây giờ mình bấm vô lỗ tai thỏ thử bao nhiêu độ nha các bạn coi nha. Đây, nó báo động đỏ nè, 38 độ 5. Làm lại lần nữa nha, khi nào nó báo xanh thì không sao, nhưng mà đỏ là nếu mà đỏ là người mình là sốt rồi đó, nhưng mà con thỏ là nó mình rất là bình thường. Bấm vô lỗ tai này, nó hiện lên là 38 độ 8, thấy chưa? Thì nhiệt độ của con thỏ lúc nào cũng trên 38 độ nha các bạn, từ 38, trung bình 38 đến 40, nhưng mà nếu mà nó vượt 40 là cũng đã bệnh rồi. Và đồng thời là dưới 25 độ là lạnh, tai nóng tai lạnh đều bệnh hết, nóng quá cũng lạnh mà lạnh quá cũng bệnh. Làm lại lần nữa đây, bấm vô lỗ tai này, lên 38 độ 7, thấy không, 38 độ 7. Đó, thì đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm
để mình phát hiện bệnh của con thỏ để mình cứu chữa được kịp thời. Thì thực tế mà nói, để chữa bệnh được một con thỏ cho nó bớt á, thì chắc chắn nếu mình phát hiện sớm thì mình mới chữa được. Thì cái video mà hôm nay mình nói ở đây là hướng dẫn cho tất cả các bạn và anh chị biết được là mình cần phát hiện sớm con thỏ nó bệnh như thế nào. Còn sau đó mình đã phát hiện rồi, mình nghi ngờ con thỏ nó bệnh rồi á, thì đồng thời mình phải theo dõi nó và mình tìm hiểu coi cái khả năng cái bệnh này là bệnh gì, để lúc đó mình cứu chữa cho kịp thời. Bởi vì riêng con thỏ, nếu mà mình để bệnh quá nặng, mình chữa không kịp thời thì chỉ 50-50 thôi, 50% sống và 50% chết. Nhưng nếu một con thỏ mình phát hiện sớm thì mình chữa, mình chích thuốc cho nó thì khả năng sống của nó 70-80%. Cho nên ở đây mình muốn nói làm sao làm, các anh chị nuôi làm hãy chú ý và quan tâm đến đàn thỏ của mình. Ví dụ như mình cái trại mình lớn mấy ngàn con, nhưng mà mình đi một vòng là mình biết được con nào bệnh hay không, hoặc là mình nhớ đầu con luôn. Nó nuôi ở mức độ như vậy thì mình dẫn đến vấn đề thành công mình nó cao hơn. Bởi vì một con thỏ bệnh rồi thì mình rất là khó chữa, mà mình phát hiện càng sớm thì mình chữa càng tốt và nó càng nhanh bớt. Thì còn mình muốn nói thêm, thật sự con thỏ thì nó sẽ không, nếu mà nuôi lô rít thì thật sự thì nó cũng rất là ít bệnh. Thì mình muốn nhắc lại các bạn là con thỏ nó có những cái bệnh như thế này. Bệnh thứ nhất là về tiêu hóa. Tiêu hóa thì thật sự thì nó sẽ xảy ra tiêu chảy và nhiễm trùng đường ruột. Thì tiêu chảy thì nó sẽ do những loại vi khuẩn gây ra như coli cầu trùng, tổ chức trùng. Còn nhiễm trùng đường ruột thì khả năng là cũng là tiêu chảy hoặc là sình bụng, táo bón, không tiêu. Đó là vấn đề tiêu hóa. Cái bệnh thứ hai là vấn đề hô hấp. Hô hấp thì nó sẽ xảy ra là viêm phổi, viêm mũi và tổ huyết trùng. Đó. Và cái bệnh thứ ba là nội ngoại ký sinh trùng, các bạn biết rồi. Nấm ghẻ, nấm nội tạng và bên ngoài nấm ghẻ. Bệnh cái thứ tư đó là bại huyết, và người ta còn hay nói là xuất huyết thở. Thì cái đó thì đó là có vaccine rồi. Và cái cuối cùng là cái bệnh bại liệt ở con thỏ. Đó thì chỉ có 5 cái bệnh cơ bản như vậy, mình nắm được, nắm bắt được những cái bệnh đó. Thì đến lúc mà mình bắt bệnh thỏ thì khi mà mình phát hiện một thỏ nó chuẩn bị bệnh á, thì mình nắm được cái bệnh của nó và cái cách của nó, thì để mình biết được là nó sẽ bị cái bệnh gì để mình chữa cho nó kịp thời nha các bạn nha. Rồi, video hôm nay mình nói hơi dài, cũng mong các bạn theo dõi, đừng có lướt qua. Rồi, mình xin cảm ơn tất cả mọi người và xin hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.